Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở bên Chicago thì ngoài trời rất là lạnh. Các bạn thấy không, thổi lạnh mà thổi ra khói luôn á. Nói chuyện không có khói luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn buffet các bạn ơi, lại một cái nhà hàng quen thuộc nữa. Thì mỗi khi mà mình tới đây mình hay ăn cái nhà hàng này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hãy đi theo mình. Hy vọng các bạn sẽ thích. Thì cái nhà hàng quen thuộc đó chính là Chin Gà Buffet. Ở trong đấy nó có tôm hùm và cua đá các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình ăn. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay mình sẽ bắt đầu bằng một miếng tôm hùm đi các bạn. Đây là tôm hùm đó, và codfish và hào. Thì bữa nay mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ ăn này để các bạn có đi ăn ha. Còn đây là muối tiêu, đi chanh. Quá thơm luôn. Bắt đầu một bữa ăn tối đơn giản. Mình rất là thích ăn chỗ này các bạn, tại nó nấu rất là ngon. Cái bữa ăn hôm nay chỉ có 27 đô la thôi. Ăn tôm hùm thoải mái luôn, các bạn có thể ăn thoải mái luôn. Quá ngon. Để mình nặng miếng chanh cho nữa. Các bạn thấy con tôm hùm này có chút xíu thịt rồi. Nặng chanh vô quá, rất là ngon các bạn. Quá ngon luôn. Cái con tôm hùm này á, cái đầu nó không có gì chứ á. Các bạn nhìn nè. Cái đầu nó không có gì đâu. Vợ mình cũng lấy được một miếng tôm hùm nữa. Thì mình lấy một miếng đi ăn cho nó nóng các bạn ha. Như vậy là mình đã ăn hết con tôm hùm rồi. Oh yeah. Có tiêu không? Cái nước sốt nó làm rất là ngon các bạn. Cái nước sốt đó. Sạch bách luôn. Bây giờ ăn thử hào. Đây là hào. Hào nướng. Để anh kia nó lấy một tiêu. Anh ăn mấy con này đi. Quá ngon tôm hùm nướng rồi. Hào quá ngon. Chút đi. Can you have salt and pepper? Tiếp tục một con hào khác nữa. Anh ăn đi. Dạ. Thank you. Ăn mấy cái hào này nó bổ lắm các bạn. Bây giờ mình đã thanh toán một con tôm hùm rồi. Okay. Ăn được 100 một, ăn được seafood như ăn được. Đấy, bữa nay mình coi mình ăn được bao nhiêu con tôm hùm các bạn. Cái con này á, các bạn ăn gì nè. Thấy không các bạn, thấy không? Ăn cái khúc này thôi. Các bạn đừng ăn cái đầu, ăn cái đầu nó không khó gì chứ á. Quá ngon luôn các bạn ơi. Mình ăn cái này mình lấy ít thôi.
rồi ăn mình ăn xong mình đi lấy nữa, như vậy nó sẽ nóng. Để đi lấy nữa. Bây giờ mình sẽ đãi đây để mình coi mình ăn được bao nhiêu con tôm hùm. Ok các bạn ơi, bây giờ cái tour thứ hai của mình là mình sẽ lấy một nửa con cua đá và lại là tôm hùm nữa. Ok, giờ mình cũng lấy một miếng tôm hùm với lại sò điệp nướng, bún xào. Ok, bây giờ nãy giờ mình ăn đã ở đây rồi, bây giờ mình sẽ đếm coi mình sẽ ăn bao nhiêu nhé. Bây giờ mình thích nặng chanh vô đây. Thì các bạn lấy ít thôi, đầy đủ ăn thôi, như ăn gì nó mới nóng các bạn. Ăn gì nó mới nóng nhé. Nặng chanh vô. Thơm quá trời. Các bạn thấy cái con tôm hùm này á, nó rất là ít thịt. Nhìn nè, ngay nhìn nè. Cái dầu mè nó rất là thơm nè. Ủ đã quá vậy. Để mình tách cái con tôm hùm này ra các bạn coi nha. Ủ gì nè. Rồi các bạn nhìn cục thịt nó đó nè. Ăn tôm hùm đập mặt luôn. Các bạn nhìn rồi. Quá lạ. Vô đây ăn tôm hùm thôi, khỏi ăn gì khác hết. Nó quá ngon các bạn, đúng là ngon. Mình ăn mà người ta nhìn mình, người ta thấy thèm luôn, nếu nói chi là mình. Người ta nhìn ăn, mình ăn mà người ta thèm. Cái đầu nó thì sơ không các bạn, cái đầu nó sơ không ạ. Lại một con tôm hùm nữa xong rồi, bây giờ mình để qua đây. Ăn cái này thao giấy quá các bạn. Mình có lấy một con ốc. Con ốc này rất là bự. Wow, một quá trời luôn. Wow, nhìn nè. Mà con này nó nhiều cát quá. Con này nó hơi nhiều cát các bạn. Bây giờ nãy giờ mình chưa có lấy cái sò điệp. Đây là con sò điệp nè các bạn. Sò điệp nướng, sò điệp xào với lại bún tàu. Đây bún tàu quá trời luôn. Còn đây là trong con sò điệp. Quá ba chảy luôn. Quá hấp dẫn. Các bạn vô đây ăn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Để coi con ốc này nó là gì. Con ốc này nó khác ốc kia bạn. Con ốc này nhỏ hơn. Mình lượi mấy ốc này lắm kia. Ăn ốc mà chỉ giỏi
chấm với muối tiêu chanh. Nó rất ngon, rất là giòn. Bây giờ ăn tiếp con hèo của mình coi. Ăn hèo này cho nó bổ các bạn ơi. Quá đã. Một miếng hèo. Nó sẽ lợn thì nó sao không thắng. Chắc là hên là mình đã lấy được con cua đá này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Các bạn vô đây các bạn có thể ăn bao lâu cũng được. Khi mà các bạn vô buffet các bạn không ăn là các bạn lỗ. Ok. Các bạn đừng có sợ chủ nhà hàng lỗ. Các bạn là hãy lo các bạn lỗ trước đi. Wow, béo quá. Quá béo. Nhầm lên. Tiếp tục. Tôi ăn cái này à, tôi ăn cái này tôi ghiền không? Ok. Đây là tour thứ 3 rồi các bạn. Thì mình lần này mình lấy một miếng tôm hùm, một miếng codfish và hai con hào, và còn một miếng cá mặt quỷ. Cái này là codfish các bạn, cá mặt quỷ. Còn vợ của mình thì lấy một miếng tôm hùm nữa và codfish và cá mặt quỷ. Đó, thì bây giờ mình ăn bao nhiêu tôm hùm mình sẽ trồng lên đây các bạn. Nãy giờ là mình ăn lấy hai con. Ok. Nó sẽ chắc cao lên tới đây luôn. Nếu mà các bạn nói mà vô buffet ăn mà các bạn sợ chủ nhà hàng lỗ á, thì mấy cái chủ nhà hàng họ đã dẹp tiệm lâu rồi. Sợ gì mà họ mở ra, họ cho các bạn ăn như vậy đó là họ đã tính hết rồi. Các bạn trả tiền vô đây được, các bạn ăn được. Các bạn đừng có sợ chủ nhà hàng lỗ, ok? Bây giờ biết cái shop đây ở đâu rồi? Không có thời gian đi. Rồi. Vô chợ đi quá, đi thẳng xuống. Qua lỗ á, chạy mình đi chỗ đó, đi thẳng xuống. Thật sự á, cái con tôm hùm này nó có chút xíu à. Bởi vì các bạn ăn có chút xíu thịt à. Nhưng mà mình thích cái phần ăn đầu. Ta nhìn nè. Cái nước sốt của nó đó, cái nước sốt nó rất là ngon. Họ dùng dầu mè để họ xào bạn, nó thơm lắm bạn. Thơm em. Quy một dĩa tôm hùm luôn. Thì nếu mà các bạn nào thích á, mình sẽ để địa chỉ ở dưới cho các bạn đi ăn ha. Cái chỗ này là ở bên thành phố Chicago, có $27 một người thôi. Ăn thoải mái, ăn quên lối về, ăn bao nhiêu cũng được. Ồ, cái nước sốt nó rất là ngon. Cái nước sốt làm rất là đậm đà. Mình mà tới Chicago mà mình không ăn cái này á, là mình thấy có lỗi với bản thân của mình. Các bạn thấy không? Nó chết rồi. Trời ơi. Ăn cái này là chỉ có về cái nước sốt thôi. Quá đã. Vợ mình cũng ăn xong con tôm hùm của vợ mình rồi các bạn ơi. Để đây luôn. Rồi. Nguyên một dĩa tôm hùm luôn. Các bạn thấy ở đây á, sướng không? Ăn tôm hùm thoải mái luôn. Không có vấn đề hết. Mang tôm hùm đi anh, ngày mai đi rồi. Rồi chị ạ. Ủa,
Thì ở đây mình có lấy thêm hai miếng hào nữa. Sở dĩ mình lấy ít á là tại vì mình ăn không có kịp, nó sẽ nguội, nó không ngon bạn. Mình lấy gì á, nó vừa nóng mà nó vừa ngon nữa, nó không bị tanh nữa. Ok. Khi mà các bạn bước khi mà các bạn bước chân vô bụp bơi á, các bạn cứ ăn thoải mái đi, đừng có ngại. Tại vì nếu mà vô bụp bơi mà các bạn không ăn thoải mái thì vô, các bạn vô bụp bơi làm cái gì, đúng không? Có mấy người nó vô bụp bơi nói là ăn gì đâu mà ăn nhiều quá, thôi ở nhà cho rồi đi. Mày đúng hả? Mày dễ sợ. Các bạn Việt Nam mà là ăn bao no rồi. Các bạn biết không? Vô đây á ai cũng ăn như mình á. Có nhiều gia đình, có nhiều gia đình kia các bạn biết không? Họ vô đây họ ăn. Họ ăn xong rồi họ chưa chịu đi về, họ ngồi đó 2 tiếng sau họ ăn tiếp. Rất là kỳ, nhưng mà mình á không được vậy. Mình ăn xong có 20 phút mà là mình đi về. Đúng không? Nhưng mà có nhiều người á họ ăn họ ngồi đó 2 tiếng đồng hồ sau họ ăn tiếp một lần nữa. Nhưng mà bây giờ không thể đuổi họ được. Thì các bạn đừng có nói là ôi tại sao anh này ăn nhiều quá. Nó thật sự là mình chỉ ăn 20 phút thôi là mình đi về, còn những người khác á họ ăn tới 2 lần, 2 tiếng, 3 tiếng luôn. Cái này hiểu không? Đó là lý do tại sao những cái nhà hàng này khi mà họ thấy mình họ rất là vui, tại vì á mình ăn rất là ít. Với lại tại vì mình dễ thương. Không. Oh. Đây là thịt con cá fit, con cod fit các bạn. Đây là con cá mặt quỷ, con cá mặt quỷ các bạn, ăn rất là ngon. Mỗi một mình, mỗi một lần mình vô đây ăn á, nhân viên rất là vui vẻ với mình. Thật sự khi mà các bạn thấy mình ăn gì á ở bên Mỹ này là quá bình thường, không có gì hết, bình thường. Lát nữa mình ra mình cho tiền nhân viên, tụi nó mừng thấy mồ luôn. Bởi vì các bạn nói là đừng có nói là ôi anh ơi anh tới họ không tiếp đãi đâu, mình tới họ mừng thấy mồ luôn á. Có nhiều gia đình á họ tới đi ăn, họ ăn xong cái họ thấy nhân viên không để ý á, cái họ lẻn đi ra luôn các bạn, họ lẻn đi ra luôn. Thì cái nhân viên mà phục vụ bàn này á phải móc tiền túi ra để trả tiền cho các bạn này, rất là buồn. Bởi vì mình vô đây mình ăn á họ mừng lắm, và mình cho tiền họ, họ rất là mừng, không bao giờ mà họ nói là họ không vui cả. Ok. Bây giờ mình sẽ quay tới sushi cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái nào đây? Có quá trời loại sushi luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái này đi các bạn. Mỗi thứ một cái thôi ha. Ú, cái này đẹp nè. Thôi mà mình không ăn đồ sống được. Mình không ăn đồ sống được các bạn. Ú. Cái kia ngon quá, để mình thử cái này thôi nha. Ok. Bỏ miếng gừng vô. Bỏ miếng này vô. Rồi. Mình thử ăn cục sushi này coi nó có gì ngon các bạn. Đây là con lươn nướng. Nhưng mà họ khi mà họ nướng con lươn này á, họ không có nướng nó thiệt khét các bạn. Họ chỉ lấy cái lửa họ khò đó thôi. Bởi vì ăn nó còn hơi sống. Thịt lươn mà giống như thịt cá vậy các bạn. Cái con không ạ. Con lươn này á nó không giống như con lươn bên Việt Nam, con lươn Nhật Bản nó khác con lươn Việt Nam nè. Con lươn Nhật Bản nó dịp nếp à.
không? Ăn sushi các bạn phải ăn gì đó, bỏ nguyên một cuốn vô họng luôn, nhai đó, ăn gì mới đã, ăn gì mới phê. Bây giờ cái tour này thì mình sẽ lấy tôm hùm nữa các bạn, và mình sẽ lấy thêm coffee nữa. Nói thật sự nãy giờ mình đi vòng vòng á, mình không thấy cái gì mình thích ăn nữa, mình muốn ăn đồ ngon mà nó có đồ ăn ngon ăn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình ăn tôm hùm với lại cua đá của mình nữa các bạn. Thì bây giờ cái dĩa tôm hùm của mình bây giờ nó đã rất là cao rồi, à, thấy không, nãy giờ vô đây là ăn là muốn ngập mặt rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình, mình sẽ cho nó cái dĩa nó cao tới đây luôn nha các bạn. Để coi vợ mình ơi, trời, vợ mình mới đây là đã bỏ cuộc rồi, vợ mình không ăn tôm hùm nữa các bạn. Bây giờ vợ mình ăn chay rồi. Khi mà các bạn mà qua Mỹ mà các bạn vô buffet á, các bạn không ăn á, nó thật sự người ta không có khen các bạn, người ta chỉ nói là trời ơi, cái thằng này nó ngu, nó vô đây nó bỏ tiền ra mà nó không ăn. Tại vì các bạn bỏ tiền ra thì các bạn cứ ăn đi, ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, một dĩa tôm hùm ăn ngập mặt luôn, ok. Còn bên đây của mình nữa, đây là cái thành quả nãy giờ mình đã ăn được, các bạn thấy không, $27 thôi mà ăn là muốn ngập mặt luôn. Okay. Thì nãy giờ có rất là nhiều người nhìn mình, tại vì họ không biết mình làm cái gì. Họ không biết mình đang làm cái gì các bạn, mà thôi kệ họ đi, mình làm gì kệ mình, mình ăn gì kệ mình. Ăn cái gì đó đủ lấy vốn. Bây giờ hai con là chục mấy rồi. Đó, vậy các bạn biết không, sống trên đời á, đừng bao giờ gì người ta nhìn các bạn mà các bạn thay đổi các bạn ha. Ví dụ bây giờ á, hồi xưa khi mà mình mới quay clip á, người ta nhìn mình cái mình tắt máy, mình không dám quay bạn, mình mắc cỡ. Bây giờ tụi bay nhìn cái nhìn đi, kệ tụi bay. Mình bị chai các bạn ơi. Đó, có nhiều bạn nói mình á, không biết ăn tôm hùm. Bây giờ chẳng lẽ mình ăn tôm hùm mình ăn gì trời. Có nhiều bạn nói mình không biết ăn tôm hùm các bạn. Bây giờ mình ăn tôm hùm cho các bạn coi nha. Ôi dĩa rồi. Nói thật sự với các bạn, con tôm hùm này á, nó chỉ có bao nhiêu thịt thôi à, thì ăn tới lui cũng vậy thôi. Đó, liền một muỗng thịt tôm hùm. Ăn tôm hùm thì bỏ vô miệng nhai nhai nuốt. Ồ, quá ngon. Mình không hiểu mấy cái người này, họ nói mình ăn tôm hùm sai là không biết trong đầu họ nghĩ gì các bạn. Cái đầu của tôi hôm nay nó gạch không, quá béo luôn. Quá đã. Chưa bao giờ mà mình thấy ăn mình ăn tôm hùm mà mình khổ sở gì. Ăn mà nó phê luôn các bạn. Quá đã luôn. Ở đây. Ok. Hả? Cái này gì? Bí gà. Béo. Đây là bí chiên giòn các bạn. Rất là béo. Thì vô đây á, các bạn có thể ăn
mì xào, rau xào, ăn sushi, ăn tôm hùm. Nói chung là các bạn thích ăn gì thì ăn đó thôi. Nhưng mà mình không thích ăn mấy cái đó các bạn. Mình không thích ăn rau xào, mình chỉ thích ăn tôm hùm thôi. Bởi vì mình đang ăn tôm hùm thôi. Thì vừa qua xếp lại. Nói chung á, nhà hàng nó sẽ không bao giờ lỗ các bạn. Ok. Các bạn nghĩ là họ mở cửa ra làm ăn rồi, các bạn nghĩ các bạn ăn lời được họ sao? Họ không ăn lời được các bạn thì thôi, chứ các bạn ăn lời được họ sao? Các bạn thấy không, mình ngắt cái phần đuôi của con ốc ra, con ốc bự quá bạn, chém muối tiêu chanh. Và đây là một con cua đá nữa. Ồ, béo ngậy luôn. Các bạn thấy không? Bỏ ra có 27 đô à, ăn sướng luôn. Ăn quên lối về luôn, bây giờ mình không biết đường về nhà luôn bạn. Ừ. Cái con cua đá này á, cái gạch nó là ngon nhất, nó béo thì thôi luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Mình sao con này nhập cái nhà nhà ra con của gạch đánh cát này. Gạch chứ. Đúng không là đúng nào mà cái sức ăn mạnh á, vô đây ăn này là rất là lời. Cái người nào mà cái sức ăn yếu á, vô đây ăn rất là lỗ. Giống như mình nè, mình đã giờ mình ăn có 5 dĩa các bạn. Anh ăn tôm không? Anh ăn gì vậy? Bây giờ thì mình ngồi đây mình nghỉ mệt tí đã. Bây giờ ăn cũng đã no rồi, bây giờ vợ mình ngán rồi nè. Bây giờ để mình quay cảnh xung quanh cho các bạn coi cái nhà hàng nó đẹp cái nào. Nhân viên ở đây thì mặc đồ màu xanh các bạn, xanh lá chuối nó mới ghê. Ở đây nó có rất là nhiều đồ ăn luôn, cua đá nè. Ok các bạn ơi, đây là cái tăng gần cuối cùng thì tụi mình đã cũng no lắm rồi, nhưng mà bây giờ tụi mình muốn thực hiện cái kế hoạch là tụi mình sẽ ăn được bao nhiêu tôm hùm bữa nay. Thì vợ mình lấy một miếng này, con này bự các bạn, còn mình thì lấy một miếng này với lại con này. Ok, thì cái dĩa tôm hùm của mình nó đã cao lắm rồi, nhưng mà hãy gại đi, tiếp tục ăn. Bây giờ mình lại nặng chanh vô nữa, nặng chanh vô tôm hùm của mình cho nó chuyên chuyên. Wow, hấp dẫn quá. Không ăn gì đi, không biết ăn gì hết, ăn tôm hùm đi. Không ăn tới đâu nghe. Trời, bữa nay vợ mình ngán sớm quá. Vợ mình ăn tôm hùm tới ngán luôn các bạn, rất là tội nghiệp. Cũng cho nó ăn cơm với tương. Đợi nghe. Rồi ăn tới nó cũng mập dữ nữa. Wow, các bạn thấy không? Đó. Nhìn nhân ăn thèm quá dạ. Dài nó bị bụng ha, nghe được tôm không có chết. Tôm ngon. Tôm ăn bụng mà nó bị chết. Đây mấy con. Để ăn cũng nhiều các bạn. Bây giờ mình ăn xong mình sẽ để ở đây.
con rưỡi. 3 con rưỡi. 4 con. Đây 4 con rưỡi. 4 con nè, 4 con. Ok. Giờ ăn cái này đi. Nói thật sự dưới đây á, mình ăn không nhiều các bạn. Mình ăn rất là ít. Ăn trái cây đi. Bây giờ vợ mình nó không ăn nữa các bạn, nó nghỉ rồi. Vợ gặp dạ. Nắng ừ. Vợ mình nó nói là sao cho nó ăn tôm hùm hoài vậy, nó ngán lắm rồi, cho nó ăn treo thôi, từ nay cho nó ăn treo thôi. Treo mồm mà. Cái con này có trứng bạn, con này nó còn nhỏ nó có trứng. Hư quá, dậy thì sớm quá. Quá đã luôn. Cái con này nãy mình chưa đặng chanh, bây giờ không ngon. Bạn chanh vô. Nó thấy mình đẹp trai. Ai nghe cũng nhìn mình đó mẹ. Ăn rung, ăn rung. Ăn này rất là phiền. Thịt tôm rất là dai, không bở. Ok, các bạn ơi, bây giờ thì vợ mình đã no rồi, bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị về. Thì bữa ăn hôm nay rất là vui, tại mình ăn ở đây được rất là nhiều. Mình sẽ cho các bạn coi. Ăn tôm hùm mà ăn như vậy nè. Thì hỏi làm sao mà người ta không chửi cho được. Ăn tôm hùm mà ăn như vậy nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi về. Tạm biệt các bạn nha, hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn nữa chứ mình chưa về đâu các bạn, mình chỉ nói giỡn vậy thôi. Mình sẽ ăn thêm nữa, mình phải ăn cho cái dĩa này nó cao lên cái này luôn. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ hóa đơn đã đưa ra rồi. Thì mình đã tính tiền rồi, mình đã cho tiền bo xong rồi. Thì bữa nay mình ăn ly kem này, rồi xong mình về. Như vậy là kết thúc bữa ăn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hy vọng các bạn sẽ bấm subscribe và like. Các bạn đừng bấm không like nha. Mình đã bỏ rất là nhiều tâm tư để đi quay cho các bạn coi. Mà các bạn bấm không like là sao?